tất cả anh em nhá. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận với cái bộ cấu hình hơn 30 triệu một chút anh em nhá. Gò cửa trái đi và em được dù tình xót xa chung chung thân huyệt đào ngủ vùi với chiếc bao lội đêm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng em mơ gò cửa trái tim sao em hững hờ mơ hồn tái tê lắm cánh thần thờ nhận lòng mắt răng tơ để một môi bơ vơ vì lòng em nhớ anh trong đợi chờ. Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay bên em lên một cái cấu hình 31.500.000 anh em nhé. Với cái cấu hình này thì cực kỳ là chất, anh em có thể nhìn thấy. Với ở đây em có sử dụng một cục đẩy 1102 anh em nhé. Cục đẩy với công suất là 1000W, 1000W trên một kênh anh em nhé. Với con vang cao cấp, con vang L9. Con này thì anh em có thể chỉnh tay hoàn toàn luôn anh em nhé, hoàn toàn chỉnh tay được. Một con mic cao cấp Beyer 970. Đó, mic chính hãng anh em nhé. Đây là toàn đồ chính hãng thôi. Với cái bộ cấu hình này thì anh em có thể tất cả cắm trên con cục đẩy này. Con cục đẩy này nó quản lý nguồn 4 cổng anh em nhé. Có quản lý nguồn 4 cổng thì anh em cắm tất cả vang và mic trên con quản lý nguồn này thì nó rất là tiện anh em nhé, rất là tiện. Cắm như thế này thì anh em tắt cái cục đẩy đi là tắt hết, bật là nó sẽ bật hết lên anh em nhé. Rất là đảm bảo luôn cho anh em. Anh em có thể cắm được cả súp điện trên cục đẩy này luôn, tức là tất cả cắm trên cái cục đẩy này được. Đấy, thì anh em với cái cấu hình này thì cục đẩy 1102 giá hiện tại đang là 6.200.000 đồng anh em nhé. Con vang L9 giá hiện tại 4.500.000 đồng và bộ mic Beyer 970 giá hiện tại đang là 7.000.000 anh em nhé. Với cái combo này thì nó rất là cao cấp. Em sử dụng một chiếc súp, đó là chiếc súp S12P. S12P anh em nhé. S12P với chiếc súp này để nói là nó rất là chất. Với chiếc súp này giá hiện tại đang là 3.800.000 đồng. Một trong những chiếc súp rất là chất anh em nhé, giá bình dân. Cặp loa thì em sử dụng cặp loa đồng bộ từ Neo. Đồng bộ từ Neo sử dụng đôi KT12 anh em nhé, hàng chính hãng, đồng bộ Neo luôn. Với giá của cặp này hiện tại đang là 10.000.000 anh em nhé. Với cặp này đang là 10.000.000. Thì với cục đẩy 1102 thì nó đang dư sức anh em nhé. Dư sức, có thể đánh được 2 cặp. Có thể đánh được 2 cặp anh em nhé. Cục đẩy 1102 này 1000W thì có thể dư sức đánh, đã có thể đánh được 2 cặp luôn anh em nhé. Thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này thì là một cái cấu hình đơn giản nhưng mà rất là cao cấp. Có micro chính hãng, vang số cao cấp và một cục đẩy công suất lớn anh em nhé. Trên này thì anh em có thể căn chỉnh được rất là dễ dàng với những cái phần như là eco gì vật, mic, nhạc mà không cần phải chỉnh trên máy tính anh em nhé. Có thể không cần chỉnh trên máy tính được anh em nhé. Với cái cấu hình chỉ với 31.500.000 đồng thôi. Anh em chơi tốt trong những cái phòng tầm khoảng độ 30, ngoài 30 mét vuông một chút anh em nhé. Thì rất là đẹp. Một cặp loa, súp và một dàn máy rất là gọn gàng. Và lưu ý với anh em là cái cấu hình này anh em để trong tủ nó rất là đẹp anh em nhé. Để trong tủ rất là đẹp vì nó rất là gọn. Chiều ngang, chiều sâu của nó chỉ tầm 35-38cm thôi. Đó. Rất là đơn giản luôn. Đó. Với chiều ngang của nó chỉ 38cm thôi thì anh em có thể cho vào trong tủ nó cực kỳ là dễ dàng. Đấy, thì với cái cấu hình này anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc trái màn hình giúp em hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ.